Thưa quý vị, Hà Nội hiện đang có khoảng 70 vườn hoa công viên. Tuy nhiên, nhiều công viên được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng ngày càng xuống cấp, nhếch nhác hay bị sử dụng sai mục đích. Công viên Tuổi Trẻ nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Theo lý thuyết, công viên là địa điểm vui chơi công cộng, nhưng trên thực tế, người dân chỉ được một góc như thế này. Các công trình vòng quay mặt trời, máng trượt nước, xích đu thì hoen dỉ, hoang phế. Nhưng những nhà hàng, quán ăn hay thậm chí là cả quán karaoke thì lại được đầu tư rất hoành tráng. Ủy ban phường cũng đã báo cáo ủy ban quận và ủy ban quận đã báo cáo ủy ban thành phố xem xét cái năng lực của chủ đầu tư trong công tác quản lý, rồi là buông lỏng quản lý để xảy ra các cái công trình vi phạm về trật tự xây dựng từ những năm 2005, 2006 rồi đến năm 2010. Do vậy chúng tôi cũng kiến nghị là sớm các cơ quan chức năng có cái kết luận, hiện nay các cơ quan đang kiểm tra sớm có kết luận để làm rõ cái trách nhiệm của công ty Tuổi Trẻ trong vấn đề quản lý công viên. Còn đây là công viên Thiên Văn Học. Công viên chuyên đề này được kỳ vọng không chỉ là nơi vui chơi mà còn là nơi khám phá về thế giới tự nhiên của người dân. Thế nhưng, dù đã hoàn thành 2 năm, công viên này vẫn chưa đi vào hoạt động. Dân ở đây ai cũng mong muốn, tức là một là cho cảnh quan nó đẹp, đấy, hai nữa là để cho cái khu vui chơi đã làm được nên như thế rồi thì mình lên tạo điều kiện để mà cho trẻ con ở các nơi ta đến người ta tham quan. Theo quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ đã được thành phố Hà Nội phê duyệt vào năm 2014. Tỷ lệ công viên đô thị phải đạt 7m² trên một người vào năm 2030. Để đạt được điều này, thành phố Hà Nội đang quyết liệt rà soát diện tích dành cho việc xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước. Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy nhanh các công viên lớn đang chậm tiến độ, cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện dự án. Trong năm 2023 là phải làm sống lại các công viên của Hà Nội, thì cái này chúng tôi đang quyết liệt làm. Chúng tôi sẽ mở ra một số cái mô thức mới về đầu tư công viên, cây xanh, làm sao mà vẫn quản lý được. Tức là đầu tư thì đầu tư tư, nhưng mà được nhân dân được hưởng lợi. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 xây mới 9 công viên. Khoảng 40 công viên vườn hoa do cấp quận huyện quản lý cũng sẽ được cải tạo trong giai đoạn 2021-2025. Việc hồi sinh, làm sống lại các công viên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện trong năm 2023 này để hiện thực hóa ước mơ Hà Nội là thủ đô xanh sạch đẹp.